Chào các bạn, mình đã đến nhà bạn của mình ở dưới Long An. Giờ mình chuẩn bị đi câu cá các bạn. Đây vườn thanh long của nhà bạn mình. Sang của nó hoa đẹp quá. Mình lên ăn cá chốt rồi các bạn ơi. Cá chốt to và có. Ồ, cá chốt to không các bạn. Quá đã luôn. Cá nó đang sủi tầm quá trời các bạn ơi. Lên cá rồi các bạn ơi. Lên nó chơi lớn quá các bạn ạ. Ồ, quá đa, quá sướng các bạn. Sướng không các bạn? Ô là là.
Đã không các bạn, mới lên con bự à. Mà mình chưa quay được chỗ bàn nha, thông cảm. Cầm quay bảo, quay rắn thôi nha, đừng quay người nha. Mét này 75 có à. Rắn này rắn gì rồi còn? Không biết luôn nữa, có hổ mà biết hổ gì à. Rắn là các bạn ơi, mình đang câu cá rồi. Ông cầu của bạn mình đem rắn ra to ghê các bạn, dài ghê. Dài chắc là gần 2 mét. Rồi, cảm ơn cầu nha. Wow. Mới lên cá thái tượng nữa các bạn. Cá thái tượng ha. To quá, to kinh khủng. Wow. Đã không các bạn? Lên cá các bạn. Hay. Chưa vàng lớn nè các bạn ơi, chưa vàng rất là bự nha. Chưa vàng luôn á chứ không phải chưa đen đâu. Đây là cái chưa vàng nữa các bạn ơi. Quá đá luôn các bạn ơi. Cái chưa vàng nha các bạn. Cái chưa vàng Long An nha các bạn.